Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ nhận tất cả anh em tham gia chương trình này góp từ dự án Unit Server cho tất cả anh em. Đi ấn link phần link mô tả tham gia giá các bạn nhận được 500 token Unit. Bạn bấm nút start nha bạn. Đây thì Unit Server này thì nó như là anh em với con Uniswap vậy. Bạn Unit này bằng 1 USD các bạn. Mình get 500 USD nè. Rồi, để tham gia dự án các bạn join vào ai góp các bạn. Rồi các bạn join vào kênh channel của nó nè. Join vào một kênh bắt đắp lại nè. Join vào kênh trailer nữa nè. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn bấm nút chat. What nó dăng ra rồi ta. Rồi bạn bấm vô này góp các bạn, rồi bạn lướt cấp tra nè, 6A nè. 6AC nè. G nè. Đừng chờ chút nữa. Rồi các bạn bấm gỡ nè. Rồi cấp tra sai hoài trời. À, các bạn. Tại BKF nè. A nè. A nè, G nè, Y nè, cấp tra này ông nội tao không biết đường, đích liêu nè, gỡ cái nữa, rồi không được nè, 3F nè, tức cái gì, 3F, G nè, A nè, D nè, B nè, rồi gửi ra. Rồi mình đã join hai kênh Telegram group và channel trailer của nó, rồi bạn follow theo nữa nha các bạn. Wow. Rồi, bạn thấy nè. Để em coi list nào các bạn. Claim my rớp nè. Rồi các bạn like nha các bạn. Các bạn gì tweet lên cái đi các bạn ơi. Để mình check thông tin theo word đúng không các bạn. Ồ con này cũng khá nhiều tham gia nha các bạn. Chương trình này góp này mới ra mới tanh luôn. Thì thêm. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Bắt đắp đi. Rồi các bạn bấm submit đi tên nha các bạn. Mỗi một lượt ghép các bạn nhận 50 tôi cần nè. Rồi nó kêu bạn gửi cái đường link profile server của mình nha các bạn mở thì server mình lên tay quơ nha các bạn, rồi các bạn nhấp vào cái hình đồ ngữ của mình nè, các bạn nhấp vào một hồ sơ nè, các bạn nhấp trên đầu nè, các bạn nhấp chia sẻ nè, các bạn bấm sao chép nè. Rồi mong muốn sao chép các bạn. Vì là đây là cái đường link theo word của mình đó. Rồi các bạn chờ lại trong bot nè. Hát. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Gửi nó. Rồi các bạn điền địa chỉ với ETH AC20 các bạn. Mr. Wallet, Chu Wallet, Intocan các bạn. Và MetaMask. Không được dưới sàn các bạn, nó dưới Chu Wallet luôn nè. Rồi các bạn xem cái đây cái video hướng dẫn tôi giới thiệu cho các bạn dưới phần link mô tả các bạn. Rồi các bạn gọi là chatbot nha các bạn. Mày đứng mì gì không ăn ta. Giờ bạn dán vào nha bạn. Rồi
Đây là cái link ghép của bạn, mỗi một bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Mỗi một ghép các bạn sẽ nhận được thêm 50 quả cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc không hiểu bên comment dưới. Vậy mình chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.